Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, cả hàng chúng em xin lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích anh em nha. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 anh em nhé. Và lên sóng để cho anh em tham khảo một lô máy cưa xích. Và hôm nay thì có rất là nhiều các dòng như kiểu là Husqvarna này, Estin 020 này, Estin 201 này, Estin 170 này, Echo V3007 này, Echo V3501 có chụp giật trợ lực này, có lam Latin luôn này. Một con máy cưa Tananka hàng siêu tay dài nhá. Dòng này là dòng rất ưa chuộng luôn, có chụp giật trợ lực và máy móc cực kỳ VIP. Và hôm nay có siêu tay cùn nhá, đẹp 99% cho anh em luôn. Mang thương hiệu Marujama. Đấy, tí nữa em sẽ review cho anh em xem qua. Và có một con máy cưa thanh lý cho anh em, hàng này là hàng máy mới để cho anh em nhu cầu sử dụng ít, giá thì cực kỳ hời, chỉ 1.650.000. Và trong video ngày hôm nay nha, cả hàng chúng em thì sẽ có báo giá này và có nói rõ thông số kỹ thuật cũng như là độ dài của lam xích ra sao, xích là sử dụng xích gì để cho anh em thuận tiện đặt hàng để đúng nhu cầu sử dụng cho gia đình mình nhá. Và lô ngày hôm nay thì đa số là những sản phẩm máy cưa gia đình và những máy cưa khai thác tầm trung thôi. Còn mà sử dụng trên gia đình chuyên nghiệp như kiểu là Estin 381 rồi Estin 066 hoặc là Husqvarna 353, Husqvarna 365 thì cả hàng chúng em không có trong lô này anh em nhá. Đấy, lô này là lô cưa xích bãi Nhật. Và giá tất cả hôm nay là đánh giá ký tự là lô chữ X, từ X1 cho tới X9. Và có kèm giá hết cho anh em ở trên từng cái dán nhán này rồi nha. Đây là những con số này là những giá của cây máy. Giá này thì đã bao gồm cho anh em là phí vận chuyển, tặng kèm phụ kiện và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Và anh em đặt hàng ấy, thì chỉ cần thanh toán đúng số tiền nhận hàng, thanh toán không cần cọc trước. Đấy, thanh toán đúng số tiền mà em báo ở trên YouTube thôi, trên video này. Đấy, không cần mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào nữa anh em nhé. Đầu tiên là con X1. Đây, con X1. Con này thì như đầu video em đã nói, con này thì để cho anh em với giá cực kỳ thanh lý, chỉ 1.650.000. Và dòng này nó là dòng máy mới cho anh em về sử dụng, cần đi kiếm cơm, nói chung là sử dụng gia đình nha anh em nha. Nếu mà anh em nhu cầu mà không quan trọng mà bảo là cần hàng Nhật bãi, chỉ cần một chiếc máy cưa để giá cả bình dân về xài gia đình, thì hôm nay lên sóng cho anh em với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Hiện tại những con này này, hiện tại ở ngoài thị trường nhá, những cái tiệm mà người ta bán lẻ ở bên ngoài á, đang bán với tình trạng tầm con này tầm khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi. Nhưng mà cả hàng chúng em hôm nay lên sóng với cái giá cực kỳ yêu thương cho anh em. Con này thì công suất lên đến là 52cc. Anh em thấy khỏe không ạ? 52cc nha, 52 phân khối. Và độ dài trái bít tông là 45mm. Con này là X1 này là công suất to nhất trong lô cưa xích ngày hôm nay rồi. Đấy, con này là to nhất rồi anh em nhé. Lam của nó này dài lên đến 55cm. Và xích của nó là sử dụng là xài xích cỡ đại nha. Xích của nó xích 72, xích lớn luôn. Xích to nhất trên thị trường bây giờ rồi. Không còn xích nào to hơn nữa nha. Con này được tích hợp cho anh em là chụp giật trợ lực đầy đủ này. Đấy, giá 1.650.000. Bao gồm cho anh em phí vận chuyển. Đấy, nếu mà anh em về sử dụng gia đình thôi thì xài con này thì quá là ok rồi. Heo chân làm đầy đủ, thắng xích khóa xích ngon lành luôn. Con này thì lần đầu tiên đổ xăng nhá. Đó. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng ngon lành hết này. Trợ lực giật rất là nhạy nổ luôn anh em. Nếu mà anh em muốn mua con này nhá, thì anh em không biết tên con máy này là con gì, thì anh em chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con X1 và để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại thôi là được. Rồi, và con X2 anh em. Đây, con siêu tay cụt trong lô ngày hôm nay đây. Anh em nhìn không? Một con siêu tay cụt nha. Con này là giới thiệu Marujama. Anh em nhìn xem con này đẹp 99% luôn. Lăn lê bò xoài, bò lê bò lết ngoài cả thì mới có nhập được những con như thế này thôi. Rất là hiếm luôn anh em nhá. Máy móc thì cực kỳ VIP luôn này. Đấy. Giá là 2.150.000. Con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em và sợi dây giật, anh em nhìn không? Đây. Đấy, dây giật này. Còn như mới chưa xài nha. Đấy, sợi dây giật này quá VIP luôn nha. Mà hơi con này thì cực kỳ VIP luôn, cực kỳ đã luôn, anh em nhìn không? Phần bô này. Đấy. Con này thì công suất của nó là 33cc anh em nha. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Đấy, tăng giảm đây, cái lỗ tăng giảm lam xích ở đó là đây đây nhá. Thắng xích khóa xích có luôn. Đấy.
con này thì siêu VIP chất lượng luôn. Giá 2150 thôi. Con này thì siêu tay cụt nha anh em nhá. Nếu mà anh em có nhu cầu cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn có thể về xài gia đình cũng như là cắt củi nấu rượu, hoặc là về xài cắt củi bằng bắp chân, bắp đùi, hoặc là đường kính gỗ khoảng tầm 15-20cm đổ lại ấy, thì xài con này là vô tư luôn anh em nhá. Đấy, không phải lan tan gì, có bơm sao phụ đầy đủ cho nó luôn này. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua. Êm mà cực kỳ ngon luôn anh em nhá. Đó, con này thì nó sử dụng là xài xích chung 91, làm xích là nguyên zin của nó luôn anh em. Đấy. Phần bên trên là đổ xăng pha nhớt, bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Con này thì để cho anh em nào mà chuyên leo trèo trên cao, hoặc là chuyên leo thang, hoặc leo lên cây để cắt tỉa cành nhánh ấy, hoặc là anh em cần một chiếc máy cưa xài gia đình nhỏ gọn để cắt gọn gàng thì con này là cực hợp lý nha. Hàng này là 1000 năm có 1. Không dễ có được những con máy đẹp như thế này đâu ạ. Lâu lâu mới có được thôi anh em nhá. Nên là anh em cảm thấy mà ưng thì có thể nhanh tay. Rồi, qua con X3. Con này thì nó là thương hiệu Tadanka. Công suất của này là cũng là 33cc để cho anh em về phù hợp sử dụng trong gia đình. Máy bóc thì cực kỳ VIP luôn. Phần dàn áo của nó chưa có tình trạng bể vỡ nứt gãy gì cả. 2.200.000 cho con máy này anh em nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn. Rất là tiện lợi. Xích của nó là sử dụng xích chung 91 anh em nhà, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Mua bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều và dễ dàng, có tích hợp trung giật trợ lực thì rất là nhẹ nhàng. Con này thì cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại, và dòng này là dòng cưa tay dài để chuyên cho anh em nào mà cắt tỉa ở dưới đất nhá. Tỉa tành, tỉa nhánh ở dưới đất ấy ạ, có thể lựa chọn này, anh em nhìn này, ốc này. Ốc còn 7 màu luôn anh em nhá. Đấy, thương hiệu Tanaka này. Tanaka. Đấy, dòng này là hàng của Nhật anh em nhá. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Công suất của con này là 33cc. 335 này, 33cc nhá. Có đúng với xong phụ đầy đủ cho anh em. Khi em nhận được hàng thì anh em đổ. Hiện tại nếu mà anh em đặt hàng ấy, thì anh sẽ đổ xăng pha nhớt sẵn ở trong này, và nhớt ở trong này sẵn rồi để anh em về anh em có thể test thử luôn. Chứ không cần phải đổ xăng thêm gì đó. Khi anh em nhận được hàng nhá, anh em đóng anh em bơm cho em tầm khoảng 5-6 cái cho nó lên xăng vào cái núm xăng này. Kéo le ra giúp cả hàng chúng em. Công tác thì gạt lên nha, nhớ là gạt lên nha. Đấy, anh em giật cho em tầm khoảng 2-3 cái. Đấy, sau máy nó nổ cái e một phát như thế. Thì anh em đóng e lại, anh em chốt ga lại giúp cả hàng chúng em. Đây nó có cái chốt này, anh em bóp ga lên, đẩy vào cái này, đấy là nó giữ ga lại. Đấy, hoạt động của nó thì cực kỳ dễ dàng. Đôi khi anh em mới nhận hàng về thì anh em sử dụng chưa quen thì đôi khi nó sẽ khó nổ một tí, tại vì anh em chưa quen cách giật. Còn nếu mà anh em sử dụng tầm khoảng tuần 10 ngày gì đó thì anh em quen cái con máy của mình đi rồi thì anh em sử dụng con này thì quá là dễ dàng luôn anh em nhé. Còn nếu mà anh em chưa biết cách sử dụng thì có thể hàng tới anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho cả chúng em. Gọi video thì em sẽ hướng dẫn test nổ cho anh em, giật hướng dẫn sử dụng cho anh em luôn. Qua con X4, một con máy cưa đến từ thương hiệu Echo Curit. Con này là 3501, là hàng nâng cấp của dòng 3005 nhá. 3501 là nâng cấp của dòng 3005. Đấy, anh em để ý cái số ở trên này này, 3500 là cái hàng đời cũ, còn 3501 là cái hàng đời cao. Hàng đời cao là nó được tích hợp cái gì đây ạ? Trục giật trợ lực này. Còn hàng 3005 thì nó không có trục giật trợ lực anh em nha. Hàng 3005 lam của nó là lam bánh xe. Đấy, làm bánh xe. Còn hàng 3501 lam của nó là lam Latin. Đấy, lam Latin anh em nhỉ. Lam này là lam Latin luôn này. Đấy, anh em nhìn con máy này đi, anh em đánh giá cho em là con này bao nhiêu phần trăm. Đó, để dưới phần bình luận giúp cả hai chúng em nhé. Con này thì công suất của nó là 35.3cc, là 35.3 phân khối đấy anh em. Đó, là đường kính xe bít tông là 38mm, và cân nặng của con này là 4,4kg, là đầu máy không nhá,
còn cả làm xích vào nữa thì nó tầm khoảng gần 5kg đến 5kg gì đó. Đây, tem này còn tem chữ Nhật luôn này, số điện thoại của người bên Nhật luôn anh em nhé. Tem này tem bảo hành của bên Nhật, cam kết cho anh em nguyên zin. Con này thì về sử dụng đường kính gỗ khoảng tầm, cắt cho anh em đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại thì con này là phục vụ ok cho anh em. Còn nếu mà anh em cắt gỗ to hơn một tí cũng được, nhưng mà vui lòng cắt cho em làm 2 lần đấy, 2 đến 3 lần nhá. Còn nếu mà cắt đứt một phát ăn ngay thì tầm khoảng đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Đó, anh em thấy ok không ạ? Lam con này là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích của nó là sử dụng xích mini. Xích này thì bán trên thị trường cực kỳ nhiều và mua bán thì quá là dễ dàng, anh em không phải lo. Không phải lo sợi xích nha. Còn nếu mà anh em nào mà không có sợi xích mà chỗ anh em không có ấy, hàng tới anh em cứ sử dụng đi. Nếu mà đến nữa xích xiếc hỏng, anh em cứ liên hệ cho cả chúng em. Và em đã bán máy rồi và em biết là xích nó là xích như thế nào, và đóng hàng và gửi xích ra cho anh em. Anh em cứ thế việc mà xài thôi. Dòng này thì nó siêu bền luôn, và dòng này nó là hệ đời cao, mua bán phụ tùng linh kiện dễ dàng, anh em không phải lo. Đấy, phần bên dưới là đổ xăng pha nhớt, bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích anh em nha. Hệ này nó là hệ nòng đứng. Và những cái con mà máy 3.500 ấy thì giá hiện tại trên thị trường bây giờ nó đang dao động tầm khoảng 2.900.000 đến 3.000.000, tùy máy đẹp máy xấu anh em nhá. Còn con 3.501 thì nó chênh khoảng từ 100 đến 200.000 thì nó hơn một giá tiền một tí, nhưng mà bù lại cho anh em một chiếc máy cưa siêu VIP cho anh em. Và con này tình trạng là quá là ok luôn anh em nha. Đấy, anh em con này thì hết chê rồi. Thì thầm mùa thu cho anh em luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Nó ăn tiền ở cái trục giật trợ lực này đây ạ, với cây làm Latin anh em nhá. Đó, một con máy siêu VIP cho anh em luôn, hàng đẹp như mới. Dạ, qua con X5. Và nếu mà anh em nào mà cũng đam mê thương hiệu Echo Kyrit nhưng mà cần một chiếc máy cưa công suất lớn hơn một tí nữa, thì đây, hôm nay lên sóng cho anh em một con V3007. Đấy, con này là V3700 nha. Công suất thì nó lớn hơn cái con mà V3400, nhưng mà chức năng của nó, con này thì nó lại không có chụp giật trợ lực, còn con này nó có chụp giật trợ lực. Đấy, con này thì bù lại nó không có chụp giật trợ lực thì nó có cái xả áp ở đây, xả áp ở đây cho anh em, để cho anh em giật nó thì nhẹ nhàng ngang như kiểu cái chụp giật trợ lực luôn. Đấy, con này thì công suất của nó là 36cc anh em nhé, 36cc, và tích hợp của nó vẫn là một cây lam Latin. Và cây lam Latin này thì quá là đẹp luôn anh em, nhìn này, đầu Latin này còn to bản nguyên anh em nhá, cái đầu trắng trắng ở trên đầu đấy ạ. Đấy, cái đầu Latin này nó chỉ ngon ở cái này thôi. Và cái sự xích này thì nó cũng hơi cũ rồi. Hơi cũ rồi, còn nếu mà anh em đặt riêng đặt cái con X5 này với cái giá 3 triệu đồng thì em sẽ tặng cho anh em một sợi xích mới đi kèm. Đấy, một sợi xích của nó đây. Đấy, anh em thấy không ạ? Nếu mà anh em mà đặt con X5 này nha, với giá 3 triệu đồng thì khi anh em nhận được hàng thì anh em sẽ được hai sợi xích, là một sợi xích này cũng như kèm theo một sợi xích mới cho anh em nữa. Anh em thấy ok không ạ? Còn máy thì anh em không phải lăn tan rồi. Con này thì công suất để cho anh em về sử dụng gia đình cũng như là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhá, sử dụng khai thác tầm trung cũng được, cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại. Đấy, còn cắt to hơn cũng được, nhưng mà anh em vui lòng cắt cho em làm mấy lần. Đấy, con này thì riêng con này, riêng con X5, anh em đặt hàng miễn phí ship này, bảo hành lên đến 6 tháng, tặng kèm một típ mở buji, một chiếc rỗ và một tô vít chỉnh, và tặng thêm cho anh em một sợi xích nữa, anh em thấy ok chưa? Đấy, là hai sợi xích kèm theo. Đấy, con này thì quá hời cho anh em rồi đúng không? Miễn phí ship rồi tặng sợi xích, và riêng cái sợi xích này thì nó dao động tầm khoảng gần 300.000 nha, gần 300.000. Đấy. Xích của nó thì không hề rẻ đâu anh em. Khi anh em nhận được hàng nha, anh em vui lòng kéo e ra giúp cả chúng em. Anh em giật tầm khoảng 2 đến 3 cái cho nó nổ cái e một phát. Rồi anh em đẩy ra vào. Đấy, đẩy ra vào cái ào nó đây. Đẩy ra vào, lấy chân đèo vào cái ga giúp cả chúng em. Em ra. Đèo em lại. Đó, nó nổ cái ào phát. Đẩy vào.
thì cực kỳ bền luôn nha. Và đến nữa linh kiện thay thế thì sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng. Đấy, cái lúc đầu ấy ạ thì lên ga nó hơi hụt, là lúc đấy là tình trạng nó mới nổ. Mới nổ thì tình trạng nó đang phải chờ để nó hút xăng lên được đều. Đấy, đôi khi xăng nó lên chưa được đều thì nó mấy cái ga đầu thì nó hơi bị hụt như thế thôi. Còn khi mà anh em nổ ngon lành, anh em nẹt ga tầm khoảng 15 đến 20 giây gì đó thì nó sẽ nổ ngon lành cho anh em nhé. Đấy, như hiện tại bây giờ anh em tắt đi này, anh em giật lại này. Đó, anh em giật. Đấy, mới cái ga đầu, mới cái ga mà mới nổ ấy, mới hoạt động ấy, thì mới cái ga đầu thì anh em vui lòng nhấp cho mấy cái để cho nó tình trạng nó lên được xăng. Khi mà nó lên xăng ngon lành rồi thì nó sẽ hoạt động bình thường và ngon lành anh em nhé. Đấy, cái con vừa nãy giật tắt nổ giật lại cực kỳ ngon. Hai ốc chân lam nha, con này thì được hai ốc chân lam này, vặn trực tiếp bằng khóa 13, siêu chất lượng này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em luôn. Đó, con này thì nó full chức năng và cái dàn áo của nó thì chưa hề bể vỡ gãy gì cả. Anh em nhìn con này không? Mua một con X5 tặng kèm thêm một sợi xích và miễn phí vận chuyển, tặng kèm phụ kiện bảo hành lên đến 6 tháng, giá chỉ 3 củ khoai. Rồi anh em thấy quá ok không anh em? Rồi đây là qua một siêu dàn này, siêu chân dài. Estin hút mà nè. Đây. Anh em nào mà thích Estin này. Đầu tiên là một con máy Estin MS170. Con này thì anh em có lẽ là không còn xa lạ gì nữa là đúng không anh em? Đấy. Máy móc này anh em nhìn thấy phần ốc ác của nó này, anh em nhìn không? Ốc ác này, trọng phao nguyên. Đây đây này. Ừ. Giá 3.200.000, lam con này là hơi ngắn, lam của nó là 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm. Con này thì về có thể lên xếp xích dài cho anh em được. Đấy, phần mặt tiền của nó đây anh em. Đó. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 19 anh em nha. Con này thì công suất của nó là 32cc và đường kính chai bít tông là 37mm. Và con này vòng tua của nó thì quá ngon luôn anh em nha. Cái dòng Estin thì có lẽ là em không còn phải giới thiệu nhiều, bởi vì các bác hầu như là biết hết về cái dòng này rồi. Dòng này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Cái nào cũng bác nào thì cũng có thể biết được cái dòng này anh em nhé. Rồi giờ test thử cho anh em nghe qua này. Thì về để sử dụng gia đình là chủ yếu anh em nhé, cần một chiếc máy cưa. Và dòng này nó là dòng bãi Đức anh em nhá, dòng sản xuất tại Đức chứ không phải là dòng sản xuất tại Trung Quốc đâu ạ. Hiện tại trên thị trường ấy, nó đang có hai loại, một loại là hàng bãi như thế này và dòng này nó là hàng của Đức, còn một loại nó là hàng máy mới đập thùng luôn thì nó là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Còn hàng của Đức này thì nó chỉ có máy bãi và nó không có máy mới anh em nhá. Đấy. Thôi, còn nếu mà anh em nào mà cầu thích công suất to hơn một tí nữa thì đây, một con siêu chân dài cho anh em luôn. Tình trạng máy này đẹp 99,99%, 3.400.000 thôi cho anh em. Con này thì công suất của nó thì nó lớn hơn con 170 nhá, công suất lớn hơn một tí. Công suất của con này nó là 34cc, và lam này có dài hơn, lam của nó là hai găng tay này. Đấy, lam là 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm luôn. Siêu dài luôn anh em nha. Xích thì cả chúng em đã lên cho anh em một sợi xích mới. Để cho anh em về sử dụng có thể ngon lành nhất rồi. Còn anh em nhìn cái máy này. Con này thì nó là hệ máy cưa dòng Estin 201. Con này thì phụ tùng đến nữa thì cũng quá là dễ dàng sửa chữa anh em nha. Cái dòng Estin thì anh em không phải lo phụ tùng đâu ạ. Phụ tùng lúc nào nó cũng có sản xuất sẵn và sản xuất mới cho anh em. Đấy, thắng xích khóa xích này sử dụng đầy đủ này. Còn nếu mà anh em đã chấp nhận xài hàng bãi rồi á thì anh em phải sử, bởi vì cái dòng bãi thì nó có rất là nhiều các thương hiệu, còn như cửa hàng chúng em nó chuyên về hàng bãi nên là phụ tùng cam kết cho anh em là cửa hàng chúng em lúc nào cũng có sẵn. Còn đôi khi á, mấy cái cửa hàng mà ở gần chỗ anh em ấy thì đôi khi nó nhiều người ta không có chuyên hàng bãi mấy nên là phụ tùng đôi khi nó không có, nhưng mà anh em cứ lo là bảo đến nó hỏng hóc thì sửa chữa không có phụ tùng. Nếu mà anh em không có phụ tùng thì cứ liên hệ cho cửa hàng chúng em sẽ gửi phụ tùng ra cho anh em.
anh em thấy ok không để cho anh em sử dụng. Và con này này anh em nhìn không, chỉ có 3.400.000 thôi đấy. Con này đẹp siêu chân dài nha, có đúng bơm xăng phụ ở đây cho anh em. Anh em bơm xăng lên giúp cả hai chúng em, hàng tới anh em nhận hàng anh em bơm lên cho em mấy cái nhá. Đó, bơm cho em tầm khoảng mấy cái. Rồi, đóng cái len này lại này, bóp ga lên, anh em phải bóp chặt ga lên rồi anh em mới đẩy cái len này xuống được nha. Chứ còn bình thường anh em không bóp ga thì sẽ không đẩy xuống được đâu. Đấy, cái này nó có 3 chức năng nha. Chức năng trên cùng này là tắt này, chức năng ở giữa là nổ và chức năng cuối cùng là đóng e. Khi mà anh em đóng e thì anh em phải bóp chặt ga lên đã rồi anh em mới đẩy cần e xuống được. Rồi anh em giật cho em. Đấy, cho nó nổ cái e một phát như thế, anh em gạt lên đất giữa. Con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em luôn nha, chụp giật trợ lực lò xo. Và phần bên dưới này đây là đổ xăng pha nhớt này, và bên trên này là đổ nhớt để bố chơi lam xích anh em nha. Máy móc cam kết là zin đét đẹp cho anh em không phải lăn tăn. Đấy, bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em để sử dụng. Đó, 3.400.000 cho con X7. Rồi, một con siêu VIP đây này, dòng máy cơ Estin 10S200. Đây, dòng này là dòng đời cao của dòng 02020 anh em nhá. Con này là 3.550.000. Làm xích của nó này quá đẹp đúng không anh em, làm được còn chữ nguyên này. Đó, thường thường cái phần lam của cái dòng máy cơ Estin ấy như thế này là cũng là gọi là đẹp rồi anh em nhá. Đây thì anh em nhìn không, lam của nó hầu như là bị chóc sơn hết, nhưng mà máy lam thì chưa hề có tòe đầu hay là sử dụng còn ngon lành nguyên. Dòng lam này thì cực kỳ bền cho anh em rồi, anh em nhìn không, anh em đánh giá con này xem nó bao nhiêu phần trăm. Made in Germany này, hàng là của Đức luôn anh em nha. Ba con X6, X7, X8 là hàng của Đức hết anh em nhá. Đấy, máy móc này. Con này thì anh em sẽ xem là có siêu VIP Pro. Lam con này là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Made in Germany này, xích của nó là sử dụng xích chung 91 anh em nha. Đấy, 3.550.000, tăng xích hóa xích sử dụng đầy đủ. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất của nó là 36cc. Con này thì về sử dụng gia đình chuyên nghiệp và sử dụng khai thác tầm trung được luôn anh em nhé. Đó, xăng tất cả nguyên zin hết nha. Con này thì về cho anh em như về khai thác tầm trung được luôn, cũng như là sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30, 35, 40cm vô tư luôn. Nếu mà khúc cắt khúc gỗ càng to, con này xử lý càng tốt. Bởi vì nhưng mà nó phải sử dụng cho anh em là cắt làm mấy lần, chứ còn mà làm thì nó như thế này mà anh em đòi mà cắt những khúc gỗ đường kính khoảng 30-40 phân thì cái độ dài lam nó đã không vừa rồi, nói sao mà cắt một phát một ăn ngay được đúng không anh em. Đấy, rồi cuối cùng đây anh em, nào mà các bác hay hỏi dòng Hue ấy, Hue hôm nay về cho anh em một con máy cơ Hue sử dụng khai thác tầm trung nha. Công suất của nó này 40.9cc. đấy, con này thì về sử dụng tầm trung luôn anh em nha, về sử dụng khai thác tầm trung, sử dụng chuyên nghiệp ấy, hoặc là về khai thác keo, khai thác tràm này. Dòng này là dòng Huvana 135E, 3.600.000. Lam này anh em nhìn, lam này nước sơn nguyên nha. Và đã thay cho anh em một sợi xích mới vào rồi. Sợi xích mới, xích này là mới đét luôn anh em nhá. Nhưng mà cả chúng em thì khi mà dọn máy thì phải rửa qua bằng nước, thì đôi khi nó có bị ố ố vàng ở đây tí này. Nhưng mà nó không làm sao luôn anh em nha. Đấy, nó gặp nước nó chỉ hơi ố thôi, chứ còn xích là xích mới luôn anh em. Con này thì xích của nó là lam 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Đây, 3.600.000, thắng xích quá xích sử dụng đầy đủ. Con này thì về khai thác được luôn này, đúng với xăng phụ của nó đây. Con này thì nó tương đương với lại là giống như kiểu là Estin
021023 đây anh em. Đấy, dòng này thì nó là tương đương. Cam kết nguyên zin cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung nha. Ốp lam của nó đây, ốp lam là ốp lam nhôm nha, chứ không phải là ốp lam nhựa như con máy cưa giá rẻ. Đấy, 3.600.000 cho anh em con này. Công tác của nó thì nó cũng giống như tương đương cái dòng Estin, nhưng mà nó hơi khác chức năng tí. Khi anh em muốn đóng e thì anh em phải kéo cái này ra này, kéo nó ra, gạt nó lên, đấy là nó sẽ đóng e nha. Anh em bóp ga cái tự nó đẩy về. Còn anh em muốn tắt anh em chỉ cần đẩy nó xuống, đẩy nó xuống là nó tự tắt. Đấy, đấy, đấy cái tự tắt. Đấy, 3.600.000 cho con X9. Vâng, và vừa rồi cả chúng em đã giật quay video cho anh em 9 con máy cưa xích siêu VIP cho anh em, hàng cũng đẹp như sưu tầm nha. Anh em ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để ở dưới màn hình rồi, hoặc là anh em có sử dụng Zalo thì kết nối Zalo để đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.